Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của xe điện motor điện. Ở video hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn một cái siêu phẩm mới, một bộ phụ tùng có thể để dùng làm ô tô, làm xe dép và bánh rất là khủng các bạn nhé. Đây là bộ đắt nhất từ trước tới nay thì giờ mình đã từng làm. Bộ này là sở hữu hoàn toàn đồ chất luôn các bạn ạ. Đây là một bộ phụ tùng làm xe máy xăng. Các bạn có thể làm từ những cái động cơ 110 xe máy cũ và động cơ 125 bên mình có bán. Với những cái dòng xe 2-3-4 chỗ thì cũng không nhất thiết là phải làm những cái dòng máy to quá làm gì. Thì đây là một bộ phụ tùng mình làm hôm nay. Bộ này sở hữu 4 quả bánh siêu khủng, đường kính lên đến 50cm và bản rộng lên đến hơn 23cm. Đấy, rất là khủng các bạn ạ. Bánh này có thông số là 235/30 trừ 14. Các bạn có thể xem lại vài video trước của mình, có những cái mẫu bánh khác nữa có thể sẽ hợp ý các bạn hơn. Còn đây mặc định mình sẽ xét lên một bộ phụ tùng như vậy để các bạn theo dõi. Bộ này thì như các bạn đang xem trên video đây, sở hữu bộ cầu các đăng sau phanh đĩa. Đây chính là một bộ cầu các đăng như vậy đấy, và phanh đĩa nha các bạn nhé. Đây, cầu các đăng này là cầu các đăng sử dụng phanh đĩa. Bốn bánh phanh đĩa. Hệ thống đằng sau là hệ thống treo phụ thuộc. Các bạn có thể coi nó là một hệ thống treo độc lập cũng được, nhưng tên khoa học chính xác của nó là hệ thống treo phụ thuộc. Hệ thống treo này có thể giảm sóc độc lập hai bên bình thường, rất là êm. Sử dụng hai giảm sóc lò xo và hai giảm giật, cái giảm giật màu đen như các bạn đang nhìn thấy. Tiếp theo là một bộ sang số. Bộ sang số này thì đi kèm thêm hai sợi dây số nữa. Tiếp theo đến là một cái hệ thống lái đơn đầy đủ, cụm công tắc vô lăng rất là đầy đủ, vô lăng dày như ô tô thật luôn. Và hệ thống đằng trước là hệ thống treo cũng phanh đĩa luôn các bạn nhé. Hệ thống đằng trước treo phanh đĩa. Một bộ chân ga, chân phanh dầu. Các bạn thấy có đẹp không? Bộ này là bộ mình ưng ý nhất từ trước đến giờ đấy. Quá đẹp. Bốn phanh dầu, hệ thống treo trước treo sau. Có lẽ là không còn một bộ nào có thể đẹp hơn bộ này nữa. Sau đây mình sẽ review chi tiết từng sản phẩm một cho các bạn xem nhé. Đây, đầu tiên là bộ cầu sau phanh đĩa. Đấy, đây là cái cầu sau sử dụng phanh đĩa các bạn nhé. Cầu này có chiều rộng phủ bì là 97cm. Lắp bánh này lên thì có độ rộng tương đối là cao, nó rơi vào tầm khoảng 1m2. Đấy, đây cầu phanh đĩa đây, ốc ác rất là chuẩn đấy, ốc côn này đấy, rất là chuẩn và đẹp nhé. Tiếp theo đến là cái bộ giảm sóc này. Giảm sóc treo này thì có lẽ các bạn cũng đã xem nhiều bên video của mình rồi, thì các bạn có biết cách lắp đặt và hiệu quả nó như thế nào thì các bạn đều biết rồi. Đây hệ thống giảm sóc treo gồm hai cái lò xo này, hai cái đòn giảm sóc này và hai cái giảm giật này. Cái giảm sóc treo này nó sở hữu cái bộ lò xo có đường kính lên đến khoảng 10cm, cho nên là khi các bạn làm xe thì nó không những có tác dụng giảm sóc mà nó còn có tác dụng làm ổn định khung nữa, có nghĩa là nó chống bị xô ngang đấy, cho nên nó mới làm cái đường kính lò xo lớn như vậy các bạn nhé, chứ không phải tự nhiên người ta làm cái lò xo đường kính lớn như vậy đâu đấy. Và cái bộ giảm giật này, đây là cái giảm giật. Cái giảm giật này thì nó có tác dụng là khi các bạn nhún xuống thì nó sẽ không hất ngược lên một cách đột ngột mà nó sẽ hất ngược lên một cách từ từ, rất là êm, nó dạng như
hệ thống giảm xóc khí lén vậy, rất là êm luôn. Đây là hệ thống cầu sau và hệ thống giảm xóc nhé. Còn cái bộ số lùi này thì cũng bình thường thôi, nó dòng cho những cái dòng máy 110 và 125. Thì các bạn khi đặt hàng thì các bạn chỉ lưu ý cái xe của mình là trục 19 hay trục 17 thôi, nó chỉ có hai cơ đấy thôi. Đấy, thì các bạn lựa chọn cho mình nó dễ. Có những cái dòng xe máy 110 thì nó vẫn dùng lỗ 19, nó vẫn dùng trục 19 bình thường. Như dòng Yamaha, Jupiter hay là Sirius thì nó dùng trục 19 đấy các bạn ạ. Cho nên các bạn xe máy 110 thì chưa hẳn là trục đã là trục 17 đâu. Các bạn lưu ý điều đấy. Tiếp theo đến đây là mình xin giới thiệu các bạn cái quả bánh. Đây thông số bánh này. Bánh này là bánh 235/30R-14. Đấy, bánh này thì có đường kính rất là lớn. Khi mà làm xe thì có thể chọn lựa nhiều phương án. Có thể sử dụng bánh 205/30-12 thì cho nó rẻ hơn một chút. Bánh đó thì tí em sẽ chụp hình và đăng lên đây cho các bạn xem. Và không thì nữa thì các bạn xem ngược lại mấy cái video cũ của mình có đăng tất cả các mẫu bánh ấy. Video mới đây nhất á thì nó phù hợp với cái bộ này. Các bạn nên nhớ một chút là cái bộ này là nó sử dụng những cái dòng bánh mà những cái con ốc này là chéo 8 từ tim này qua tim bên cạnh là 8 cm và chéo là 11 cm các bạn nhé. Đấy, còn những cái dòng bánh mà vuông 7 chéo 10 thì lại không nắp vừa. Vì vậy khi các bạn lựa bánh thì các bạn xem lại cái video trước cái video này thì toàn bộ những cái dòng bánh đấy là đều phù hợp cả. Nhưng đây thì bộ này quá khủng rồi, cho nên là không còn gì phải nói nữa, quá đẹp. Tiếp theo đến là hệ thống lái. Hệ thống lái này thì sử dụng thước lái là dòng lớn cho nên là có thể đánh lái 2.5 vòng. Đấy. Và vô lăng thì thuộc loại vô lăng dày. Cầu trước thì là cầu trước dòng cầu trước chữ A đây. Cầu trước là cầu trước chữ A các bạn nhé. Phanh đĩa, giảm xóc đằng trước là giảm xóc hai lò xo luôn. Giảm xóc thì tùy từng thời điểm nó có hàng nào thì đưa hàng đấy, nhưng mình sẽ đưa với cái giá là tương đương nhau hết cho các bạn. Đấy. Đây là cổ phanh đằng sau và đằng trước heo dầu này. Đây là phụ kiện này. Tai bắt lên khung này. Thước lái này rất là đầy đủ. Và đặc biệt là cái bộ này có trang bị một cái chân ga xăng. Đây. Một bộ chân phanh dầu. Chân phanh dầu này thì combo luôn, về chỉ gắn lên khung thôi. Đây chính là cái dòng để khóa. Khóa khi mà các bạn phanh thì các bạn dừng đỗ thì các bạn khóa lại thì nó có những cái gai bập ở đây. Rất là đẹp. Giá của bộ này thì mình xin phép để dưới phần mô tả với các dòng bánh khác nhau. Các bạn xem video thì xem ngay phần dưới video ấy, cái mục mô tả sản phẩm ấy thì nó có giá đấy. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ nãy đến giờ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ sản phẩm của kênh trong thời gian vừa qua. Xin mời các bạn xem thêm một số hình ảnh chi tiết hơn. Còn đây là xin giới thiệu thêm đến các bạn, đây là cái bộ sử dụng bánh 205/30R-12. Đấy. Thì các bạn có thể lựa chọn hai cái dòng bánh kia và bánh này. Thì với cái dòng sản phẩm này thì có thể rẻ hơn 400 so với cái bộ kia. Do cái bánh của nó là rẻ hơn một chút, đường kính nhỏ hơn. Đường kính bánh thì nhỏ hơn một chút và chiều rộng bánh thì cũng ngang nhau thôi, thì các bạn tùy các bạn lựa chọn.
Thank you.